phần, chỉnh sửa hoặc là nhập đơn giá định mức. Trước tiên chúng ta chạy phần mềm dự toán dự thầu G8, sau đó chúng ta vào menu đơn giá. Trong menu đơn giá thì chúng ta có rất nhiều thứ để sửa, từ từ điển vật tư, bảng giá vật liệu, nhân công, cam máy, chỉnh sửa phụ lục vữa đến định mức và đơn giá, hoặc là từ điển nhóm và bảng giá cước vận chuyển. Trong cái topic này chúng ta sẽ tập trung vào chỉnh sửa đơn giá và chỉnh sửa định mức ở đây. Trước tiên là chúng ta quan tâm tới cái phần chỉnh sửa đơn giá thì chúng ta vào menu đơn giá, tiếp theo lại vào menu đơn giá tiếp. Hiện nay chúng ta để ý là chúng ta đang dùng cái đơn giá của tỉnh Hà Nội, và đơn giá là đơn giá 192 Hà Nội phần xây dựng, thì phần mềm sẽ tự động nhảy ngay cho chúng ta phần nhập sửa đơn giá của tỉnh Hà Nội và phần đơn giá 192 xây dựng của tỉnh Hà Nội. Mặc dù trong Hà Nội thì có rất nhiều đơn giá khảo sát lắp đặt hoặc là đơn giá 24 cũ, đơn giá sửa chữa khảo sát cũ của Hà Nội. Tuy nhiên thì công trình của chúng ta đang làm ở đơn giá nào thì G8 sẽ tự động mở cái đơn giá hiện hành ra để chúng ta sửa. Trong cái cấu trúc của cái màn hình mà chúng ta đang nhìn ở đây là màn hình về nhập sửa đơn giá, thì chương trình bố trí tương đối đầy đủ các công cụ, trong đó có cả hiển thị định mức và đơn giá. Bây giờ giả sử chúng ta cần phải sửa cái mã về AF thì chúng ta tìm theo mã là AF, sau đó nhấn Enter thì chúng ta sẽ hiển thị là ở phía bảng phía trên này, đây là một cái bảng phía trên sẽ hiển thị cho chúng ta toàn bộ các cái đơn giá. Và khi chúng ta di chuyển đơn giá thì ở phía dưới gồm có các cái định mức tương ứng và hao phí, định mức vật liệu, nhân công, máy hiển thị ở phía bên phải này. Để sửa đơn giá thì có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta vào trực tiếp cái cột, thông thường thì người ta chỉ sửa cái đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá máy ở đây. Giả sử bây giờ chúng ta sửa cái mã là AF.11112 ở đây. Chúng ta sửa đơn giá vật liệu là 11, đơn giá nhân công là 22, đơn giá máy là 33. Thì như đã thao tác thì cái thao tác sửa đơn giá rất là đơn giản, là giống như trong Excel, là chúng ta sửa trực tiếp vào cái cột đơn giá vật liệu hoặc nhân công hoặc máy và tương ứng với cái mã và cái công tác mà chúng ta cần sửa. Hiện chúng ta cần sửa công tác này. Ngoài ra thì cái tên công tác ở đây chúng ta ghi chữ đã sửa ở đây cũng được, thậm chí như đơn vị chúng ta cũng thể chỉnh sửa được. Cách thứ hai là chúng ta vào cái ô đơn giá vật liệu này và đơn giá nhân công này, đơn giá máy này, chúng ta chỉnh. Ví dụ bây giờ chúng ta chỉnh lại thành 123 là đơn giá vật liệu, còn đơn giá nhân công chúng ta sửa thành 456. Đơn giá cam máy chúng ta sửa thành 789. Sau đó chúng ta nhấn nút sửa thì lập tức cái cơ sở liệu đã được cập nhật là đơn giá vật liệu 123, đơn giá nhân công là 456 và đơn giá máy là 789. Tuy nhiên thì theo khuyến nghị của chúng tôi thì để cho nhanh và thuận tiện thì có lẽ chúng ta nên sửa trực tiếp ở ba cái cột đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy như lúc đầu đã làm thì tiện hơn và đơn giản hơn. Bây giờ để kiểm nghiệm cái kết quả mà chúng ta đã vừa sửa đơn giá ở đây, chúng ta đóng cái đơn giá này lại và chúng ta ra ngoài màn hình nhập sửa suýt công trình, chúng ta thêm vào một cái dòng. Chúng ta gõ mã AF.122. Bây giờ đây là cái công tác mà chúng ta đã sửa cái tên và chúng ta thêm chữ đã sửa, đây là đã sửa đơn giá vật liệu, nhân công, ca máy lần lượt là 11123, 456 và 789 như đã hiển thị ở đây. Bây giờ chúng ta quay trở lại màn hình đơn giá. Chúng ta tiếp tục chỉnh sửa một như vậy cái thao tác chỉnh sửa đơn giá thì rất là đơn giản thôi, và chúng ta chỉ chỉnh sửa trực tiếp ở cái bảng đơn giá phía trên là xong. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái vấn đề về định mức thì hiện nay chương trình bố trí rất tiện dụng cho chúng ta có hai cửa sổ, là cửa sổ đơn giá phía trên và cửa sổ định mức cũng như là hao phí định mức ở phía dưới và bên tay phải. Có một số trường hợp chúng ta muốn màn hình hiển thị đơn giản thì chúng ta ẩn cái hao phí định mức đi thì chỉ có nguyên là đơn giá không thì chúng ta nhìn nó rộng hơn. Còn nếu mà muốn hiển thị định mức thì chúng ta bấm vào cái nút này để mà nó hiển thị cái định mức lên.
quay trở lại vấn đề bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa đơn định mức. Thì trong thực tế định mức của định mức 1242 cũ cũng như định mức mới là 24/2005 và định mức 1776 thì không phải lúc nào cũng đầy đủ các công tác giống hệt như là các công tác mà chúng ta thi công ngoài công trường. Trong một số trường hợp thì các đơn vị thi công hoặc là chủ đầu tư phải tự xây dựng cho mình một số cái định mức riêng, hoặc là dựa vào các cái định mức đã có sẵn của nhà nước, Bộ Xây dựng ban hành, chúng ta bổ sung một số cái chi phí, sau đó thì chúng ta coi đấy là một cái định mức mới và từ định mức đấy tạo ra một đơn giá. Thì bây giờ cái quy trình làm như nào thì sẽ được rõ ngay sau đây. Muốn chỉnh sửa định mức thì chúng ta có hai cách. Một là vào đơn giá, sau đó thì vào định mức ở đây. Hai là chúng ta vào menu đơn giá, tiếp theo là menu định mức như thế này thì cũng ra một cửa sổ để chúng ta nhập định mức. Nhưng có lẽ là nên vào cửa sổ đơn giá để chúng ta cùng một lúc chúng ta chỉnh sửa cả đơn giá lẫn định mức cho nó tiện. Bây giờ chúng ta tìm một cái mã là AI chẳng hạn. Là sản bây giờ chúng ta đơn giá và định mức đều là tìm theo AI thì chúng ta nhập vào định mức thì định mức cũng toàn bộ là AI cho chúng ta. Để nó lọc nguyên AI cho chúng ta thôi. Bây giờ giả thiết là tôi dựa vào một cái công tác mã là AI.1111 này là sản xuất vì kèo thép khẩu độ lớn, khẩu độ là từ 18 đến 24 mét. Thế bây giờ trong thực tế thi công, giả sử những cái công tác sản xuất vì kèo này nó có một thêm chúng ta cần phải chỉnh sửa như thế nào đó, thì bây giờ đầu tiên chúng ta chèn một cái dòng hao phí ở đây. Thì cái dòng này là chính là một cái dòng hao phí gồm có mã của vật liệu, mã của tên vật liệu, đơn vị và khối lượng ở đây. Bây giờ chúng ta có hai cách. Một là chúng ta nhấn Enter vào ô này để ra được một cái bảng tra. Thì ra được bảng tra như thế này. Cách thứ hai là chúng ta để ở đây hoặc ở đây hoặc ở đây. Sau đó chúng ta bấm vào nút tra từ điểm vật tư này. Bây giờ tuy là công tác về sản xuất thép khẩu độ lớn thì tôi cố tình đưa một cái hao phí khác cho nó. Ví dụ như bây giờ chúng ta cố tình đưa một cái loại chủng loại vật liệu nó khác hẳn so với những cái vật liệu ở đây cho nó dễ hình dung không? Thì chúng ta đưa hẳn một cái xi măng. Thì chúng ta chọn là cái xi măng PC30. Chúng ta có thể nháy Enter hoặc là bấm nút chọn ở đây. Thì chương trình đang từ đây nhảy sẵn sang ô khối lượng để chúng ta gõ vào. Ví dụ chúng ta gõ 1,5 cân xi măng chẳng hạn. Đây là về vật liệu, còn về nhân công. Bây giờ chúng ta thêm một loại nhân công nữa, chúng ta bấm vào đây. Giả sử nhân công bằng 2,7/7 là 2,5 công. Máy, chúng ta chèn thêm một loại máy nữa. Chúng ta thêm ô tô chở tự đổ là 27 tấn chẳng hạn. Chúng ta gõ ở đây là 3,5. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại. Vật liệu là chúng ta khối lượng là 1,5. Nhân công, chúng ta thêm một cái nhân công này và khối lượng là 2,5. Và máy, chúng ta thêm một cái ô tô tự đổ 27 tấn là 3,5. Rõ ràng lần lượt là 1,5 ở đây, 2,5 ở đây và 3,5 ở đây. Thế rồi bây giờ cái công tác này là công tác đang có sẵn. Bây giờ chúng ta thêm một cái ký tự A vào để báo cho nó là cái này là một cái mã mà dựa trên cái mã gốc là 1111 như thế này. Bây giờ chúng ta thêm là cái tên công tác là chúng ta thêm là mới sửa lại chẳng hạn, hay là mới thêm vào đi. Sau đó chúng ta bấm thêm. Và như vậy là chúng ta đã tạo ra một cái định mức mới là sản xuất vì kèo khẩu độ 24 mét mà nó mới sửa lại như thế này. Và bây giờ chúng ta đóng cửa sổ lại. Chúng ta để ý ở bên cái phần định mức ở đây đã có xuất hiện một cái mã mới là mã AI.11A như thế này và tên là đã mới sửa lại ở đây. Và hao phí của chúng ta lần lượt đã được thể hiện ở đây là thêm xi măng khối lượng là 1,5 cân và nhân công bậc 2,7/7 là 2,5 công và ô tô tự đổ 27 tấn là 3,5k. Bây giờ chúng ta để ý ở trong đơn giá thì chưa có cái mã AI.111A này mà mới chỉ có AI.11. Vậy thì về nguyên tắc cách tính đơn giá là chúng ta sẽ dựa vào hao phí định mức ở đây nhân với cả chi phí ở đây cộng với chi phí vật liệu khác thì sẽ ra được cái đơn giá vật liệu ở đây. Chúng ta có thể dùng máy tính bấm tay nhân con số này với con số này cộng con số này nhân con số này vân vân thì chúng ta sẽ ra được ô này. Tuy nhiên thì phần mềm có một chức năng
làm giống hệt như làm tay nhưng mà tự động để tính cho chi đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá máy. Chúng ta bấm vào nút tính lại đơn giá. Tính đơn giá này thì chỉ tính lại cho cái đơn giá của cái công tác, của cái định mức hiện hành mà chúng ta đang để ở đây với cái hao phí như thế này, thì nó tính được đơn giá vật liệu như này, nhân công như này và máy như thế này. Và bây giờ mã số định mức là nó đã điền sẵn cho chúng ta. Tuy nhiên mã đơn giá thì chúng ta có thể gõ một cái mã bất kỳ. Tuy nhiên thì theo khuyến nghị của chúng tôi là chúng ta tạo một cái định mức như thế này thì nên cho một cái đơn giá mã nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta copy paste vào. Và bây giờ chúng ta bấm thêm để tạo ra một cái đơn giá mới. Bây giờ chúng ta đóng lại để chúng ta kiểm tra xem là đã tạo được một đơn giá mới chưa. Chúng ta thêm xem một dòng vào. Bây giờ chúng ta gõ AI Enter. Thì rõ ràng ở đây, ngoài cái AI gốc ở đây thì đã có một cái AI.111A ở đây và chúng ta chọn. Ở đây chúng ta kiểm tra lại thì cái hao phí định mức của AI ở đây đã có là xi măng PC30 là 1,5 kg. Nhân công thì có thêm nhân công bậc 2,7/7 và với cái hao phí là 2,5. Và tương tự như vậy cho ca máy thì có ô tô tự động 3,5. Và bây giờ chúng ta thử bấm sang bên switch chiết tính để chúng ta kiểm tra xem nó đã cập nhật cái mới chưa. Đây, chúng ta kiểm tra. Đây là công tác chúng ta mới thêm vào là AI.11A mà mới sửa lại đây. Vật liệu thì chúng ta đã có cái đây là cái vật liệu PC30. Xi-măng PC30. Nhân công chúng ta đã có cái nhân công bậc 2,7/7 mới thêm vào là 2,5 công. Ô tô tự đổ đây là 3,5k. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là với phần mềm dự toán dự thầu G8 là chúng ta có thể tạo ra một cái bộ đơn giá định mức mới và liên hoàn với nhau, sau đó thì sử dụng ngay cho cái công trình mà chúng ta đang dùng, là ví dụ như cái mã như vừa rồi là hoàn toàn bình thường. Trong phần định mức thì chúng ta còn có một chức năng nữa, đó là chức năng gộp định mức. Trong phần định mức chúng ta có một chức năng là gộp định mức. Giả sử bây giờ chúng ta cần gộp một số mã với nhau, chúng ta bấm nút gộp định mức. Như này, chúng ta chọn mã một cái mã AI. Chúng ta bấm vào đây xong chúng ta chọn xuống dưới. Một mã là AK. Đây, xuống dưới. Sau đó chúng ta bấm đồng ý. Thì rõ ràng ở đây, trong trường hợp này chúng ta đã gộp được một số công tác lại là AI, là công tác về sản xuất về thép tấm, thép hình, thì đã có các cái thép tấm thép hình ở đây, đất đèn đây. Và cái một cái nữa là cái công tác về AK thì là lợp ngói thì nó đã có cái hao phí ở đây. Và trong hợp này sau khi chúng ta gộp được rồi thì chúng ta đặt một cái mã là xì chẳng hạn .1111 là chúng ta đặt tên một cái công tác là công tác gộp chẳng hạn. Sau đó chúng ta bấm nút thêm. Xong chúng ta đóng lại. Thì bây giờ tìm theo mã AX. Chúng ta đã có cái công tác gộp gồm các cái chủng loại như thế này. Và bây giờ chúng ta bấm nút tính đơn giá. Thì chúng ta ra được một cái công tác có hao phí định mức như này. Và chúng ta lại copy cái mã định mức chuyển sang đây. Paste. Và chúng ta thêm như thế này. Chúng ta đóng cái cửa sổ này lại. Và chúng ta lại ra ngoài. Chúng ta chèn một dòng vào. AX Enter thì ra được một cái mã như thế này. Chúng ta có thể nhấn kép vào đây để chọn. Thì cái hao phí gộp này thì bây giờ nó đã gồm cả thép tấm, thép hình và oxy đất đèn và fibro xi măng móc sắt đệm sắt. Có nghĩa là nó đã gộp hai công tác, một công tác về thép, kết cấu thép và một công tác về lợp ngói ở đây. Như vậy chúng ta chuyển sang bên switch chiết tính để chúng ta kiểm tra. Công tác thứ tư của chúng ta là công tác gộp đã được hiển thị ở đây. Và cái vừa rồi chúng ta đã gộp hai công tác, một công tác là về kết cấu thép thì các cái vật liệu thể hiện kết cấu thép ở đây. Và một công tác về lợp ngói thì các cái vật liệu cho ngói ở đây. Thì chúng ta đã thấy rõ là phần mềm ngoài cái chức năng chỉnh sửa định mức thì chúng ta còn có một cái chức năng nữa, đó là chức năng gộp định mức. Và đây là một chức năng có rất tiện dụng cho các cái đơn vị mà cần phải gộp các công tác lại với nhau để mà tạo ra một công tác nó gộp và lớn hơn.
Như vậy thì vừa rồi đã hướng dẫn các bạn sử dụng là chỉnh sửa đơn giá, chỉnh sửa định mức, và từ định mức này để tạo ra một cái đơn giá mới hoặc là gộp định mức. Và như vậy trong cái phần mềm dự toán dự thầu G8 hỗ trợ tối đa tất cả những cái công cụ để giúp người dùng mà tiện dụng nhất có thể để mà tạo hoặc là chỉnh sửa các cái đơn giá định mức. Và đây cũng là một trong những công cụ để giúp cho các sở xây dựng các tỉnh sử dụng để mà tạo ra các cái bộ đơn giá mới, ban hành các đơn giá mới hoàn toàn bình thường. Cảm ơn các bạn đã sử dụng phần mềm dự toán dự thầu G8. Chúc các bạn thành công.